Hello, hello, xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Hiện nay, ngoài hoạt động ở trên YouTube, bản thân mình cũng đang hoạt động rất tích cực ở trên TikTok, Facebook, Instagram và tất cả các tài khoản của mình đều là Khoai Tây yêu tiếng Trung. Nếu các bạn yêu thích tiếng Trung hoặc là quan tâm mình chẳng hạn thì hãy cứ follow mình nhé. Đây là video bài giảng số 14 trong giáo trình chuẩn H2K1. Nếu như bạn là một người mới tinh, hãy xem video theo thứ tự trong danh sách này nhé. Vẫn như mọi khi, đây chỉ là video giải thích về ngữ pháp và từ vựng. Để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất, hãy xem video này kết hợp với sách giáo trình chuẩn và sách bài tập. Còn bây giờ, bắt đầu thôi! Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài số 14. Tha mải là bù sáo yí phủ. Cô ấy mua không ít quần áo đâu. Trong đoạn hội thoại đầu tiên, các bạn sẽ nhìn thấy có những từ vựng như sau. Từ vựng đầu tiên, tông xỉ. Tông xỉ là danh từ, nó có nghĩa là đồ vật. Nếu như chúng mình bẻ vụn ra nhá, chúng ta có tung này là đông trong phía đông, xi này là tây trong phía tây. Tuy nhiên hai thằng này ghép lại với nhau thì nó có nghĩa là đồ đạc, đồ vật nói chung. Ví dụ chúng mình nói rằng là 我去买东西, có nghĩa là tôi đi mua đồ đạc. Mua đồ nói chung thôi, có thể là đồ ăn, đồ uống hoặc là đồ mua sắm vân vân gì đấy, chẳng đều thế nào chẳng được. Ừ, thế nào chẳng được. Từ vựng tiếp theo chúng ta có y tiểu. Y tiểu này nó vừa là số vừa là lượng từ, nó có nghĩa là một chút, một ít. Ví dụ như mình nói rằng tôi có một ít tiền. 我有一点钱. Đó, tôi có một ít tiền như thế này. Thì khi này thằng y tiểu này nó sẽ đóng vai trò là gì ạ? Là số từ, đúng không? Anh em lưu ý một chút rằng là cái thằng này nhá, nó có thể sử dụng để chỉ với số lượng, nhưng với những cái danh từ không đếm được. Ok, ví dụ như là tiền bạc này, hay là nước uống này, vân vân. Từ vựng tiếp theo chúng ta có phiến của. Phiến của là danh từ, nó có nghĩa là quả táo. Thằng này danh từ bình thường thôi, không có gì cả. Và lượng từ của phiến của nó là cựa. Là thằng này nhá. Cựa. Rồi, lượng từ quốc dân nha mọi người. Ở đoạn hội thoại số 2, chúng ta sẽ nhìn thấy có một vài từ vựng như sau. Từ vựng đầu tiên, khan chiện. Khan chiện là một động từ, nó có nghĩa là nhìn thấy. Là bạn nhìn thấy thứ gì đó, trông thấy một thứ gì đó. Ví dụ, nǐ khan chiện tā mà, là bạn có thấy anh ta không? Xét về mặt Hán tự, chúng ta nhìn thấy thằng khan. Ở bên trên này của nó, đây là cái tay, là bộ sẩu. Bên dưới này của nó là bộ mục. Mụ là con mắt. Thằng khan ấy, nó là như thế này này. Đưa tay này, lên trước mắt này, nhòm thế này này. Đó. Anh em mà xem Tây Du Ký đúng không? Thì thấy Tôn Ngộ Không hay như thế này đúng không? Đó, thì đây là khan nhá. Chien là gì? Chien này là thấy, là quan sát, là nhìn. Thằng chien này này, nó vốn có hình dạng của một cái đầu, có một con mắt rất to như thế này. Là một người đang ngồi trong tư thế quỳ như này. Ê, như thế này. Đây, đúng rồi. Trong cái tay như thế này. Đó, cái con mắt rất là to đang quan sát một thứ gì đó. Đến sau này cái chữ chien này này, nó được viết thành gì đấy? Cái bộ mục đứng ở bên trên như thế này, và bên dưới là cái thân người như thế này. Thế còn đây là cái dạng giản thể của nó nha. Tiếp tục, từ vựng tiếp theo chúng ta có xiên sưng hoặc là xiên sưng. Anh bạn này có hai cách phát âm. Bài phát âm đó là xiên sưng được, và bạn phát âm đó là xiên sưng cũng được nhá. Nó là danh từ. Và anh bạn này nó là ông, là ngài. Ví dụ như là ông Trần, ông Vương, ngài Lý, vân vân. Để có thể sử dụng được cái từ này, các bạn nên đưa cái họ của người đấy đứng đằng trước. Ví dụ như là ông Trần, Trần xiên sưng, hoặc là ông Vương, Wang xiên sưng. Tiếp tục, chúng ta có từ khai. Khai là một động từ. Âm Hán Việt của thằng khai này là khai. Chúng ta đều biết thằng này nó vốn có nghĩa là, nó có một cái nghĩa là mở. Ví dụ như là mở cửa, mở một thứ gì đó ra, đúng không? Tuy nhiên, thằng này nó còn một cái nghĩa khác nữa, đấy là lái. Ở đây là lái các cái phương tiện giao thông nhá. Ví dụ như là lái xe này, lái máy bay, lái tàu, lái thuyền, chúng ta đều có thể sử dụng cái từ khai này được. Lái xe đạp và xe máy thì không dùng từ này được nha. Từ vựng tiếp theo chúng ta có chơ. Chơ là một danh từ, nó có nghĩa là cái xe. Âm Hán Việt của nó là xa, tức là cái xe nha. Xét về mặt Hán tự, thằng này ngày xưa có hình dạng như sau. Đây là cái càng xe này, đây là khung xe này. Ở đây có một cái bánh xe ở đây, một cái bánh xe khác nữa ở đây. Đấy, đại loại là cái hình của nó như thế này. Nó là hình của một cái xe.
kiểu như là cái xe có ngựa kéo, rồi có mấy cái bánh ở đây này. Các bạn có hay xem mấy cái phim cổ trang mà đánh nhau ấy thì cũng có thể nhìn thấy cái loại xe này rồi đấy. Rồi sau đó thì chúng ta có được chữ chưa ở cái dạng giản thể như thế này. Và có một lưu ý như thế này, mặc dù chữ chưa này là cái xe nói chung, tuy nhiên khi các bạn nghe người ta nói rằng khai chưa thì ta sẽ mặc định hiểu rằng cái người đấy lái xe ô tô. Từ vựng tiếp theo ta có khuế lái hoặc khuế lại. Trong sách người ta viết là khuế lại, chỗ này là thanh nhẹ, nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể phát âm là khuế lái, là hai thằng thanh hai nha. Nó là động từ, nó có nghĩa là quay lại, quay trở về. Phân chung là danh từ, nó có nghĩa là phút. Ngày xưa khi chúng mình học trong phần bài thời gian ấy, chúng ta có cách nói là kiểu 8 giờ 15 phút, 9 giờ 20 phút đúng không? Tuy nhiên nhá, cái phút đấy với cái phút này không giống nhau nhá. Thằng phân chung này được dùng để nói về một cái khoảng thời gian. Nó được nói về khoảng thời gian, ví dụ như là 40 phút, 40 phân chung, 10 phút, 10 phân chung. Xét về mặt hán tự này, phân này là phân rồi, ngày trước chúng mình đã từng phân tích với nhau rồi đúng không? Về cái hán tự này, chung này là cái đồng hồ. Và chúng ta nhìn thấy có cái bộ kim đứng ở đây, đại diện cho kim loại và các thứ đồ làm bằng kim loại. Đồng hồ ngày xưa làm bằng kim loại nha anh em nhá. Đúng không? Đúng mà. Ít nhất là đồng hồ bây giờ làm bằng kim loại đi. Đồng hồ ngày xưa làm bằng kim loại không nhỉ? Hình như có đấy, hình như có đấy. Hậu này là danh từ, nó có nghĩa là sau, phía sau. Âm hán về của nó là hậu. Đó, phía sau, ví dụ như là 40 phút sau chẳng hạn, 3 ngày sau chẳng hạn. Lát nữa mình sẽ nói về cách sử dụng của thằng này nha. Ở đoạn hội thoại số 3 chúng ta sẽ có một vài từ vựng như sau. Đầu tiên, y phủ. Y phủ này nó là danh từ, là quần áo. Âm hán về của nó là y phục. Rồi, xét về mặt hán tự nhá, y này là y, là áo. Tớ đã từng diễn giải về cái chữ này ở trong video nói về bộ thủ hán tự, các bạn có thể xem lại. Cái chữ phục ở đây nó vốn có nghĩa là khuất phục. Nó là hình của một người đang bị trói và có một cái bàn tay đè đầu người ta xuống. Nên là cái bộ nhục đứng ở đây này, đại diện cho cái người đang bị trói đấy. Tiếp tục nào, 漂亮. 漂亮 này, nó là một tính từ, nó có nghĩa là xinh đẹp. Thông thường nhá, chúng ta sẽ hiểu cái chữ 漂亮 này này, nó là xinh đẹp về mặt ngoại hình, về mặt giao diện. Tức là một cái bộ quần áo đẹp này, một cô con gái đẹp này. Và chúng ta thường dùng cái từ này để nói về cái giao diện thôi, nói về cái bề ngoài thôi. Chứ chúng ta sẽ không nói về nét đẹp trong tâm hồn nha mọi người nhá. Thông thường ta sẽ hiểu là nét đẹp ở phần bề ngoài. Tiếp tục, à này nó là trợ từ ngữ khí, nó là à. Anh em nào mà hay đọc truyện Convert ấy, ở rằng các bạn sẽ thấy là thật a à, thế a à. Má, chúng ta có thể dịch nó là a hả hứ đều được, tùy ngữ cảnh, tùy tâm các bạn thôi nhỉ. Thằng này là trợ từ ngữ khí. Xét về mặt hán tự thì chúng ta thấy có bộ khẩu đứng ở đây án ngữ này, bởi vì bộ khẩu sẽ thường xuất hiện ở trong các hán tự có liên quan đến mồm miệng này, động tác mồm miệng này, các trợ từ ngữ khí hay là các thán từ, chúng ta đều nhìn thấy bộ khẩu đứng ở đây. Tiếp tục, sáu. Sáu là một tính từ, nó có nghĩa là ít. Âm hán viết của thằng này là thiếu, thiếu trong thiếu niên ấy. Và bù sáu này có nghĩa là không ít. Chúng ta có bù này là không, sáu là ít đúng không? Bù sáu là không ít. Không ít tức là hơi nhiều ấy. Ví dụ như này này, thằng này nó bắt nạt tao không ít đâu nha. Tức là nó bắt nạt tao khá nhiều á. Con bé đấy nó mua không ít quần áo đâu. Tức là nó mua cũng hơi nhiều quần áo. Như vậy trong tiếng Trung này, cái không ít của người Trung và không ít của người Việt cũng khá là giống nhau là như vậy nhá. Không ít có nghĩa là hơi nhiều. Tiếp tục, chờ xie. Nào các bạn lưu ý cho tớ này, người Trung Quốc nhá, họ có một cái thói quen trong khẩu ngữ này. Đấy là khi mà họ phát âm cái chữ chờ này này ở trong khẩu ngữ thì họ thông thường sẽ phát âm nó thành chảy nhá. Họ sẽ có thể phát âm thành chảy. Thế là thằng này thay vì nó là chờ xie, trong khẩu ngữ các bạn hoàn toàn có thể nghe thấy người ta phát âm là chê xie. Rồi, chê xie này là đại từ, nó là những cái này, những cái thứ này. Ví dụ, chê xie tuô sảo chén là những cái thứ này bao nhiêu tiền. Tiếp tục, tâu. Tâu là phó từ, nó có nghĩa là đều. Ví dụ là ai đó và ai đó đều làm gì, đều như thế nào, vân vân. Và đây là toàn bộ nội dung trong phần từ vựng. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đi đến phần ngữ pháp. Ở trong phần ngữ pháp đầu tiên, chúng ta sẽ có ngữ pháp về chữ lợ. Hiểu cách đơn giản này, lợ này nó có nghĩa là rồi, dùng để biểu đạt một việc gì đó đã xảy ra hoặc đã hoàn thành, giống hệt trong tiếng Việt. Một cái lợi thế rất lớn của người Việt chúng ta khi học tiếng Trung, đấy là có một bộ phận ngữ pháp của tiếng Việt và một bộ phận ngữ pháp của tiếng Trung rất giống nhau. Và thằng lợ này nó chính là như vậy. Khi thằng lợ này chúng ta đặt nó ở cuối câu và ta hiểu nó nghĩa là rồi, thì các bạn có thể hiểu này, khi nào trong tiếng Việt có chữ rồi thì khi đấy trong tiếng Trung sẽ có chữ lợ. Ví dụ nhá,
我去商店了. Tôi đi đến cửa hàng rồi. 他去学开车了. Anh ấy đi học lái xe rồi. 你买什么了? Bạn mua cái gì rồi? Thấy chưa? Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Lỡ này là rồi. Ở một cái thể rắc rối hơn một chút. Ví dụ, thay vì mình nói là cô ấy mua táo rồi, thì mình nói là cô ấy có mua một ít táo rồi. Thì khi này cái một ít đấy nó phải vứt ở đâu? Hay ví dụ như thay vì mình nói là ơ tớ mua quần áo rồi, thì mình nói là gì ạ? Tớ mua không hề ít quần áo đâu nhá. Thì khi này cái chữ không hề ít đấy nó phải vứt ở đâu? Thì đây, các bạn nhìn vào công thức này cho tớ. Thằng lơ này nó có thể đứng giữa động từ và tân ngữ. Và trước tân ngữ thường có những cái thứ như là số lượng hay là tính từ. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn này, chủ ngữ này, động từ cộng với lơ, rồi đến số lượng tính từ hoặc cái gì đấy ở đây cộng với tân ngữ đứng áp cho ở dưới này. Ví dụ này, cô ấy mua một ít táo rồi. 她买了一点苹果. Tôi mua không ít quần áo đâu. 我买了不少衣服. Bạn nhìn thấy mấy người? 你看见了几个人. Nên các bạn lưu ý này, trong những câu mà chúng ta có thêm các cái phần thông tin, ví dụ như là về số lượng này hay là như thế nào này, vân vân, thì chúng ta sẽ vứt cái thằng này đứng đằng trước tân ngữ theo đúng công thức này cho tớ nha. Phần tiếp theo này, ở tất cả những cái ví dụ mình đã nói ở trước đó mà nó ở dạng phủ định, thì chúng ta sẽ có cái dạng là mấy cộng với động từ, và lưu ý là sẽ không có lờ nữa. Không làm là không làm chứ không có rồi gì hết. Và ở trong cái trường hợp này, cái mấy này chúng ta có thể dịch nó là không hoặc là chưa. Ý ở đây là bạn không làm một cái gì đó ở trong quá khứ. Ví dụ như là bạn hỏi tớ là đi lái xe rồi à? Không, em có đi học lái xe rồi. Đúng không? Em mày đi mua quần áo rồi à? Không, em đã đi mua quần áo đâu. Thì khi này chúng ta sẽ dùng từ mấy. Ví dụ nhá, cô ấy chưa đi mua quần áo. Tha mấy mải y phụ. Tôi có đi học lái xe đâu. Ủa mấy chữ xuế khai chưa. Bạn có đi đến cửa hàng đâu. Nghĩ mấy chữ sang tiện. Các bạn lưu ý cho tớ, sẽ có rất nhiều người mới học bị nhầm lẫn giữa thằng bù và thằng mấy. Thì cái sự phân biệt của nó như sau. Mấy là dùng để nói về việc mà các bạn chưa làm hoặc không làm ở bên trong quá khứ. Còn thằng bù này thì nó sẽ là cái việc mà bạn không làm ở trong hiện tại và tương lai. Tớ lấy ví dụ nhá. Ủa mấy chia hôn là tôi chưa có kết hôn, nhưng trong tương lai có thể tôi kết hôn. Còn này, ủa bù chia hôn là tôi không kết hôn, là bây giờ tôi không cưới và sau này tôi cũng sẽ không cưới nha. Thì thằng này, hai thằng này nó khác nhau nhá, lưu ý giúp tớ. Ngữ pháp tiếp theo với thằng hậu. Thằng hậu này chúng ta sẽ có cách sử dụng như sau. Bạn đưa một cái khoảng thời gian nào đó, ví dụ như là bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, bao nhiêu phút, cộng với hậu thì nó có nghĩa là sau bao lâu đó. Ví dụ 40 phút sau có nghĩa là sau 40 phút. 5 năm sau là sau 5 năm. 他三天后能回来吗 là cô ấy sau 3 ngày nữa có thể về không. Ngữ pháp cuối cùng của bài ngày hôm nay là tâu. Như mình đã nói lúc nãy thì tâu nó có nghĩa là đều. Nó có thể đi kèm với động từ hoặc cụm động từ để tạo thành câu là đều làm gì. Ví dụ 他们都是我哥哥. Bọn họ đều là anh trai tôi. 我们都喜欢喝茶. Chúng tôi đều thích uống trà. 这些 đều là Wang Fang de dong xie. Cái đống đồ này, cái chỗ đồ này đều là đồ của Vương Phương. Và nếu các bạn tinh ý ra một chút thì bạn sẽ nhận ra là vị trí của thằng tâu này nó khá giống với cái chữ đều ở bên trong tiếng Việt. Và đây là toàn bộ ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Tiếp theo, các bạn hãy dở sách ra, đọc và dịch hết toàn bộ tất cả đoạn hội thoại ở bên trong sách. Rồi quay lại đây làm phần bài luyện tập. Chắc phần bài luyện tập này vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ có 5 câu. Các bạn sẽ có 8 giây để suy nghĩ và trả lời. Những câu hỏi này đều xoay quanh nội dung ở trong những cái phần bài hội thoại đấy nhá. Câu đầu tiên. 昨天上午他去哪了?
昨天上午他去哪了? Sáng hôm qua cô ấy đi đâu? 他买什么了? Cô ấy đã mua cái gì? 张先生 什么时候能回来? 张先生什么时候能回来? 到时候thì ông Trương sẽ quay lại? 王芳买什么了? 王芳买什么了? 王芳的朋友买了什么? 王芳的朋友买什么了? 王芳的朋友买什么了? Bạn của Vương Phương đã mua cái gì? Và đây là toàn bộ nội dung của bài ngày hôm nay. Bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu? Hãy cho mình biết ở trong phần bình luận nhé. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy để lại một like, share, bình luận, comment, bật chuông báo tinh 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 để chúng mình được gặp nhau nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!